Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài lưu ý trước khi tiến hành quá trình phân tích trong phần mềm EOTech Analyst 2011. Đây là file lần trước chúng ta đã tạo ra. Và để trước khi tiến hành phân tích, chúng ta sẽ có một vài cái kiểm tra và fix các lỗi như sau. Mình sẽ vào khung nhìn 3D Editor. Mình sẽ chọn các đối tượng, ví dụ như là một bức tường. Các bạn sẽ thấy bức tường chúng ta hiện tại nó có những cái hình mũi tên như thế này. Và ý nghĩa của mũi tên như thế này có nghĩa là nó sẽ quy định đâu là mặt ngoài và đâu là mặt trong của đối tượng. Điều này sẽ rất quan trọng bởi khi một đối tượng nó sẽ có phân biệt rõ tính chất vật lý của mặt trong và mặt ngoài, và do đó nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của quá trình phân tích. Do vậy các bạn sẽ cần phải đảm bảo chính xác đối tượng nào, đấy, mặt của nó sẽ như thế nào. Ví dụ trước cửa sổ này chúng ta cho nó mặt trong như thế này chẳng hạn, đấy, nó hướng vào trong thì nó sẽ không đúng so với việc một chiếc cửa sổ có hướng ra ngoài như thế này. Do vậy, các bạn cần phải kiểm soát cái vấn đề mặt trong và mặt ngoài của đối tượng trong EcoTech. Khi các bạn xây dựng mô hình trong EcoTech, đôi khi chúng ta sẽ không thiết lập để thấy các mũi tên như thế này. Thì để thấy điều đấy, các bạn sẽ vào File, chọn User Preference và các bạn chọn Option. Các bạn tích chọn vào khi tùy chọn Display Direction Arrow for Select Object. Đấy, thích chọn cái này thì chúng ta sẽ có được cái biểu tượng hình mũi tên này. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể điều chỉnh hướng của cái đối tượng bằng cách ấn phím Ctrl R. Đấy, như thế này. Đấy. Các bạn có thể ấn phím. Đấy. Như vậy thì các bạn sẽ có thể khả năng kiểm soát được tất cả các đối tượng trong EcoTech. Tiếp theo, các bạn thấy rằng trên cái mảng tường này hiện tại nó có một mảng tường và một chiếc cửa sổ. Và các bạn khi để ý thấy mục Select Information, chúng ta sẽ có hai thông số, một là Surface Area và Expose Area. Cái thông số Surface Area chính là thông số của cái mảng tường này sau khi trừ cái diện tích của cái ô cửa sổ. Còn cái thông số Expose Area chính là thông số tiếp xúc của toàn bộ mảng tường, nghĩa là nó sẽ không trừ cái cửa sổ này đi. Hai thông số này rất quan trọng. Và các bạn thấy rằng hiện tại đối với cái mảng tường này thì hai thông số này đang bằng nhau. Điều đấy có nghĩa là hiện tại nó đang bị sai. Bởi vì đáng lẽ ra cái thông số Surface Area nó sẽ bằng thông số Expose Area trừ cái thông số của cái đối tượng cửa sổ. Ví dụ như ở cái đối tượng cửa này, bức tường này, các bạn sẽ thấy thông số Surface Area nó sẽ nhỏ hơn thông số Expose Area như thế này. Và để fix lỗi cho cái đối tượng này hay là fix lỗi cho toàn bộ cái mảng tường này chẳng hạn, thì các bạn sẽ chọn toàn bộ đối tượng và các bạn kích vào Fix Link, phím tắt là Ctrl L. Các bạn check vào Automatic và kích vào OK. Các bạn thấy rằng khi chúng ta kích vào cái mảng tường này, các bạn sẽ thấy ngay lập tức cái thông số Surface nó sẽ nhỏ hơn thông số Expose. Đấy. Cái thông số này là rất quan trọng trong phân tích của EcoTech, do vậy các bạn sẽ cần phải lưu ý. Ngoài ra mình sẽ nói thêm đó là cái lỗi này nó thường xảy ra khi nào. Ví dụ như hiện tại thì chúng ta đang có một cái mảng tường ở trước cửa sổ đây, và các bạn lưu ý cái thông số này. Đấy, thì bây giờ giả sử như mình sẽ xóa chiếc cửa sổ này đi. Đấy. Mình quay trở lại mảng tường này, các bạn sẽ thấy ngay lập tức thông số Surface Area sẽ bằng thông số Expose Area. Tuy nhiên nếu các bạn dùng Undo, nghĩa là Ctrl Z đấy, để khôi phục lại cái chiếc cửa sổ, thì khi các bạn kích vào bức tường này, các bạn thấy rằng cái thông số kia cửa sổ nó không được cập nhật vào thông số Surface và cái hai thông số này nó vẫn bằng nhau. Và khi đó các bạn sẽ cần phải quét đối tượng và chọn Fix Link. Đấy. Các bạn thử chọn lại bức tường này sẽ thấy lập tức nó được cập nhật. Do vậy, một lưu ý nhỏ với các bạn đó là khi các bạn dựng hình xong một công trình và trước khi tiến hành phân tích, các bạn cần phải kiểm tra lỗi chính xác cái mặt trong và ngoài của đối tượng và Fix Link các đối tượng trong EcoTech. Thì cái công cụ Fix Link này, ngoài cái công cụ tác dụng là kiểm tra cái mặt phẳng và diện tích, thì chúng ta sẽ còn một số công cụ khác mà mình sẽ hướng dẫn trong các clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.